Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội vừa thông báo sáng nay 12 tháng 5, Hà Nội ghi nhận thêm 4 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, đều liên quan đến Bệnh viện K và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Trường hợp đầu tiên là nữ, sinh năm 2013, địa chỉ ở thôn Bắc, Kim Nỗ, Đông Anh, là F1 của ca 3022 tại khoa nhiễm khuẩn tổng hợp Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Hiện đang cách ly tập trung tại khu nhà ở Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai. Trường hợp thứ hai là nữ, sinh năm 1962, địa chỉ ở Gio Lễ, Liên Sơn, Kim Bảng, Hà Nam, là bệnh nhân điều trị tại khoa ngoại gan mật tụy, Bệnh viện K Tân Triều. Hiện đang cách ly tập trung tại khu cách ly Thành An, Thanh Trì. Trường hợp thứ ba là nam, sinh năm 1980, là chồng của ca bệnh 3570 ở Ba Lăng, Dũng Tiến, Thường Tín, Hà Nội. Hiện đang cách ly tại khu cách ly tập trung Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sơn Tây. Và trường hợp thứ tư là nam giới, sinh năm 1983, quê ở tổ 8, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, là người nhà vào chăm mẹ tại khoa gan mật tụy Bệnh viện K, hiện đang cách ly tại khu cách ly Thành An, Thanh Trì. Thưa quý vị, Bộ Y tế sáng nay ngày 12 tháng 5 ghi nhận 34 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó thì có 33 ca ghi nhận trong nước và 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh. 34 ca mới được ghi nhận từ số 3.538 đến 3.571, trong đó có 33 ca trong nước. Ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương là 4 ca, Vĩnh Phúc 13, Đà Nẵng 7, Bắc Giang 6, Lạng Sơn, Hà Nội và Nam Định mỗi nơi 1 ca. Số ca mới trong khu cách ly là 21, số ca mới trong khu vực được phong tỏa là 8 và số ca mới trong bệnh viện được phong tỏa là 4 ca, không phát hiện các ổ dịch mới. Như vậy là tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 562 ghi nhận ở 26 tỉnh thành. Thưa quý vị, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Đà Nẵng có những diễn biến mới phức tạp khi vừa xuất hiện ổ lây nhiễm mới tại một khu công nghiệp, nơi có khoảng 8.000 công nhân đang làm việc. Điểm xuất phát của ổ dịch này là một bệnh nhân được công bố vào chiều ngày hôm qua 11 tháng 5, và sau khi truy vết thì ghi nhận đã có lây nhiễm cho hàng chục người khác. Sáng nay, toàn bộ khu công nghiệp An Đồn đã được các cơ quan chức năng tổ chức khoanh vùng cách ly. Tất cả khoảng 8.000 công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp được yêu cầu trở lại công ty để tổ chức xét nghiệm. Ngoài ra, lực lượng bộ đội hóa học quân khu 5 cũng đã tổ chức phun khử khuẩn tại khu vực này. Hiện nay thì khu vực khu công nghiệp An Đồn thuộc quận Sơn Trà của thành phố Đà Nẵng được xác định là một trong những điểm dịch phức tạp mới trên địa bàn. Và từ một ca nhiễm là công nhân làm việc tại khu công nghiệp này thì đến sáng nay Đà Nẵng đã xác định là đã có thêm hơn 30 ca nghi nhiễm khác. Và với tình hình này thì công tác khoanh vùng cũng như là truy vết xác định các F1 với một cái số lượng nghi nhiễm lớn sẽ khiến cho công tác này trở nên khó khăn hơn. Và điều đáng lo ngại nhất là ca bệnh cũng như là nhiều ca nghi mắc tại khu công nghiệp An Đồn của thành phố Đà Nẵng thì đều có tiểu sử dịch tễ vô cùng phức tạp và thời gian bị mắc bệnh cũng như là xuất hiện các triệu chứng đến khi được xét nghiệm là dương tính với SARS-CoV-2 thì cũng có một thời gian rất là dài. Do đó mà nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây nhiễm ngoài cộng đồng ở thành phố Đà Nẵng trong những ngày tới là vô cùng lớn. Trong đêm qua, chính quyền Đà Nẵng yêu cầu tất cả các lực lượng làm việc xuyên đêm để truy vết, cách ly và tổ chức xét nghiệm tất cả F1 liên quan đến ổ lây nhiễm tại khu công nghiệp An Đồn. Kết quả đến sáng nay, tất cả 831 mẫu đều âm tính. Cũng trong sáng nay, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng phải dừng hoạt động vì phát hiện một ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến công nhân tại khu công nghiệp An Đồn. Với diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, nhiều ổ dịch với dịch tễ cộng đồng lây lan rộng. Hiện nay, tỉnh Bắc Ninh là một trong những địa phương có số ca mắc cao nhất. Và để chủ động việc điều trị cho các bệnh nhân trên địa bàn, địa phương này đã thành lập các bệnh viện dã chiến để đảm bảo phương châm 4 tại chỗ khi dịch lan rộng. Phóng viên Nguyễn Trinh đang có mặt tại đây sẽ cung cấp thông tin cụ thể hơn đến quý vị. Vâng, xin chào trường quay. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại Bệnh viện Dã chiến số 1, đặt tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Đây đang là nơi điều trị cho các bệnh nhân dương tính COVID-19 và cũng là nơi thực hiện cách ly theo dõi điều trị cho các bệnh nhân F1, F2 có dấu hiệu triệu chứng nguy cơ. Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Tiên Du, Bệnh viện Dã chiến số 1 cho biết, tại đây thì hiện đang điều trị cho 39 trường hợp bệnh nhân là F0.
và 20 trường hợp bệnh nhân F1 và F2. Trong đó thì là rất nhiều những trường hợp F1 và F2 là những người tiếp xúc trực tiếp với F0 và có những biểu hiện triệu chứng như sốt, ho, mệt mỏi. Tất cả các bệnh nhân có mặt ở đây thì đều được phân khu theo dõi rất là riêng biệt theo từng cái mức độ nguy cơ khác nhau. Trong đó thì cũng có rất là nhiều những cái trường hợp là người già và trẻ nhỏ. Tuy nhiên thì những người già và trẻ nhỏ này thì lại đi cách ly chỉ có một mình. Vì vậy là cái việc mà sinh hoạt hàng ngày cho những cái nhóm đối tượng này cũng gặp rất là nhiều khó khăn, và các nhân viên y tế thì sẽ phải hỗ trợ cả nhóm người này trong cái việc mà sinh hoạt hàng ngày cũng như là đi lại. Bởi vì có những bệnh nhân thì có bệnh lý nền như là đau chân, đau xương khớp và cũng không thể chủ động đi lại một mình được. Được biết là trong số các cái bệnh nhân F1 ở đây thì hiện cũng có 2 trường hợp là đang nằm trong diện nguy cơ và có thể trở thành F0. Các bác sĩ cũng cho biết là trong 39 trường hợp bệnh nhân là F0 đang được điều trị tại đây thì chỉ có 1 trường hợp là phải điều trị, can thiệp, theo dõi thêm và sử dụng thuốc. Còn lại hầu hết là các bệnh nhân không có biểu hiện, triệu chứng điển hình nào. Một ngày sau khi tòa án tại Pháp ra phán quyết có lợi cho các tập đoàn hóa chất trong vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga, công dân Pháp gốc Việt cùng những người ủng hộ đã tổ chức họp báo nhằm thông báo kế hoạch tiếp theo trong cuộc chiến này. Buổi họp báo đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của báo chí tại Pháp cũng như các nước ở châu Âu. Bà Trần Tố Nga, một phụ nữ người Pháp gốc Việt 79 tuổi, đã kiện 14 công ty hóa chất nông nghiệp đa quốc gia, đứng đầu là Monsanto và Dow Chemical, cung cấp chất khai quang cực độc cho quân đội Mỹ sử dụng trong thời gian chiến tranh Việt Nam, mang trong mình nhiều căn bệnh do hậu quả của chất độc da cam dioxin. Bà đã bền bỉ theo đuổi vụ kiện từ hơn 10 năm nay, trong đó hơn 6 năm trực tiếp tại tòa, vì công lý không chỉ của riêng cá nhân bà, mà còn hàng triệu nạn nhân chất độc da cam, dioxin Việt Nam khác. Sau khi nhận thông tin từ văn phòng luật sư Bordeaux rằng tòa đại hình thành phố Evry, ngoại ô Paris, đã ra phán quyết không đủ thẩm quyền để xử vụ kiện của bà Trần Tố Nga khẳng định sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh vì nạn nhân chất độc da cam, dioxin Việt Nam. Giận nhưng mà không có bất ngờ lắm, và ngay từ ngày hôm qua đó thì cái quyết định ngay tức khắc đó là kháng án, cho nên là luật sư đang chuẩn bị để hồ sơ và mình sẽ làm kỹ hơn nữa, tốt hơn nữa, nhưng mà không bỏ. Cho nên sắp tới là cái việc cần làm đó là khỏe để đi tới cùng, là vì một cái vụ kiện mới mở ra ở kháng cáo như thế là nó không phải dễ dàng đâu, nó không dễ dàng. Nhưng mà về phía các luật sư, những người tình nguyện hỗ trợ bà Trần Tố Nga cho biết đang chuẩn bị hồ sơ để kháng án. Một phiên tòa mới sẽ mở ra. Bà Trần Tố Nga cùng các luật sư sẽ tiếp tục phải chiến đấu với những khó khăn, thách thức trong nhiều năm tới. Mặc dù tỏ ra thất vọng với phán quyết của tòa án thành phố Evry trong vụ kiện chất độc màu da cam chống lại các tập đoàn hóa chất đa quốc gia, tuy nhiên bà Trần Tố Nga và các luật sư ủng hộ sẽ tiếp tục cuộc chiến này cho tới cùng. Huy Điệp, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam từ thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp.